Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là vũ trụ nhắn gửi bạn điều gì nha. Rồi, bây giờ mình sẽ có tụ bài số 1 là hình này. Tụ bài số 2 là hình này. Tụ bài số 3 là hình này. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa bạn? Rồi, với cái tụ bài số 1 chúng ta sẽ ở 1 phút 11 nha. Đầu tiên là mình cảm thấy là bạn sẽ có một cái sự kết nối tình cảm nào đó, mà nó sẽ chính cái sự kết nối tình cảm đó, hoặc là cái sự gọi là có một cái người soulmate sẽ đến với bạn, hoặc là có một cái năng lượng tình cảm ai đó sẽ hỗ trợ bạn từ phía sau, hoặc là hậu phương cho bạn về mặt tinh thần, hoặc là giúp đỡ bạn để bạn nhìn thấy được cái tình yêu thương trong cái cuộc sống. Và cái người này có thể rằng là sẽ giúp cho bạn có thể manifest được nhiều thứ trong cái cuộc sống của bạn, và mình cảm thấy là họ sẽ giúp cho bạn nhận ra sức mạnh của bản thân mình, khơi khơi mở hoặc là mở ra những cái điều mà bạn mong muốn ở trong lòng của bạn, sẽ cởi mở cho bạn nhiều cái sức mạnh ở bên trong của bạn. Và nó dẫn đến việc đó là mình thấy rằng là bạn sẽ có nhiều cái sự kết nối vui vẻ hoặc là cái sự ổn định hơn trong cái năng lượng chính bản thân của bạn, và bạn sẽ thay đổi bản thân của bạn, bạn sẽ bỏ qua những cái nỗi buồn, bạn sẽ gọi là lột bỏ cái vỏ cũ của mình, hoặc là cái lớp cũ của mình ha, cái lớp da cũ của mình, để bạn có thể tiến đến một cái sự độc lập hoặc là dẫn dắt chính bản thân của mình. Thì mình cũng thấy được là năng lượng này á, nó sẽ có cái việc là bạn sẽ yêu đời hơn nè, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn nó sáng sủa, nó tươi vui, nó mới mẻ, bạn cân bằng được cuộc sống của bạn hơn nè, bạn cảm thấy mọi thứ nó phù hợp, và bạn có người giúp đỡ cho bạn về mặt chuyên môn, hoặc ai đó sẽ giúp đỡ cho bạn về những cái mặt chuyên môn, chuyên ngành của bạn. Cái năng lượng này á, thì mình thấy rằng là nó sẽ không có một cái năng lượng nào thuộc về dạng như là coi như là bản thân của bạn sẽ không có giữ lại một cái năng lượng cũ nào cả. Và mình nghĩ là bạn đang đi tìm kiếm cái sự ấm áp trong cái cuộc sống gia đình của bạn, hay là cái cuộc sống chính bản thân bạn, và bạn sẽ thấy là không có nơi nào bình yên như là một cái mái nhà mái ấm. Và mình cảm giác đó là bạn đang trên đường để mở cái cánh cửa mới, đi đi đến một cái câu chuyện, một cái tình yêu chân thành chân thật các bạn ha. Đó, và mình cảm thấy là năng lượng này á là năng lượng mà có cái sự transformation, có cái sự thay đổi về cái mặt năng lượng của chính bản thân bạn đó ha. Bạn sẽ có nhiều cái điều mới mẻ, hoặc là nhiều cái điều tốt đẹp, hoặc là bạn đang thu hút những cái điều gì đó đang đến với trong cái cuộc sống của bạn, và mình nghĩ rằng bạn sẽ lấy cho bạn sự tự tin nhiều hơn hả. Và bạn sẽ có giống như là một cái đóa hoa hồng vậy đó, nó rất là tuyệt vời và nó rất là sắc sảo. Vũ trụ nói bạn á là bạn hãy cởi mở cái sự tự do của chính bản thân của mình, bạn phải biết trân trọng bản thân của mình, bạn phải có cái sự gọi là free yourself, làm cho bản thân của mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đi. Có thể là bản thân của bạn trong một cái vùng an toàn á, bạn cứ ở đó bạn ngắm trời ngắm mây ngắm gió, và bạn cảm thấy là ở bên ngoài nó có cái đẹp nhưng mà nó cũng có cái bất an quá, nên là bản thân của bạn không có vững, bản thân của bạn không chịu bước ra khỏi cái vùng an toàn của bạn. Và đây là cái thời gian để bạn lấy bớt, bỏ bớt cái sự kiểm soát cái cuộc sống của bản thân bạn. Thì năng lượng này á là năng lượng mà mình nghĩ rằng là bản thân của bạn rất là sợ cái sự tổn thương, bản thân của bạn á, nó vẫn chưa có cảm thấy là được ổn định trong cái năng lượng tình cảm của bạn đó. Có thể rằng là nếu mà nói về năng lượng này á, thì có cái sự nhớ thương hoặc là cái cảm xúc nhớ thương ở trong cái năng lượng của mối quan hệ này. Trong cái năng lượng này mình thì mình cảm thấy là trong cái thời gian tiếp theo có thể là bạn sẽ gặt hái được
những cái giá trị về cái mặt tiền bạc vật chất đó, và bản thân của bạn sẽ rất là bận rộn đối với công việc của bạn, hoặc là cân bằng giữa cái cuộc sống này, giữa cái công việc này với công việc khác, hoặc là giữa việc nhà với lại việc lo toan hoặc là chăm sóc gia đình hoặc như thế nào đó, thì mình vẫn cảm thấy là những cái vấn đề cảm xúc của bạn nó sẽ được dẹp bỏ, hoặc là cái bức màn nỗi sợ hãi của bạn nó sẽ được gạt bỏ. Giống như có thể bạn cảm thấy là khi mà bạn chưa vén cái bức màn đó lên, bạn rất là sợ rằng sau đó là một con ác quỷ hay là một cái chuyện gì đó. Nhưng khi bạn vén được bức màn đó lên thì cái sự lạnh lùng của bạn, hay là cái sự trí tuệ của bạn, hay là cái sự thông thái của bạn, hay là cái sự nhìn nhận thực tế của bạn nó sẽ xảy ra. Và bạn nhìn thấy được mọi thứ, là giống như bạn giết cái con quái vật trong suy nghĩ của bạn á, và bạn cảm thấy là ở ngoài kia là mình có nhiều thứ mình cần phải cân bằng hơn, và bản thân của bạn sẽ có nhiều cái ước mơ, nhiều cái mong muốn nhiều hơn, bạn sẽ khởi lên những cái ước mơ, những cái hy vọng nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Mà mình thấy là năng lượng này á, bạn sẽ rất là dễ đạt được những cái điều gọi là thành công về mặt tiền bạc vật chất, hoặc là một cái năng lượng của một cái sự ổn định nằm ở trong này. Bản thân bạn không có thích bon chen hoặc là đua chen trong cái cuộc sống ha. Bản thân của bạn là giống như là mình nghĩ rằng với cái năng lượng này thì có một cái gì đó chói buộc bạn, hoặc là chói cái chân bạn lại. Mà cái đó có thể là nỗi sợ của bạn, cái đó có thể là những cái mà giống như trong bản thân của bạn nó nảy ra ý định, hoặc là nảy ra suy nghĩ, hoặc là nảy ra cái gì đó, nhưng mà bạn sợ, bạn không có muốn làm rõ, bởi vì bạn chưa có thực sự gọi là đối diện được với lại một số cái tổn thương, hoặc là bạn chưa tìm ra được cái sự tổn thương đó, cho nên là nó vẫn kéo bạn lại ở đâu đó. Nhưng mà cái thông điệp vũ trụ nói rằng là, một là nếu như bạn tự tin, bạn mạnh mẽ, bạn đi tìm kiếm cái con ác quỷ bên trong của bạn để mọi thứ nó kết thúc. Hai là cái năng lượng này nó thuộc về dạng là nó có nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống của bạn, nhưng mà bản thân của bạn mà muốn tiến xa hơn thì bạn phải lý trí hơn nữa, bạn phải rõ ràng hơn nữa, bạn phải thông thái, bạn phải trí tuệ, bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn hơn nữa. Cái năng lượng này nếu như bạn mệt mỏi quá thì bạn nên nghỉ ngơi một chút, và bạn nên đào thải một số cái suy nghĩ trong đầu của bạn ra. Và bản thân của bạn đang gọi là có rất là nhiều những cái xáo trộn này kia nọ, và bạn sẽ phải giống như là quét bỏ cái điều đó. Có thể là vũ trụ nói rằng là bản thân bạn có thể gặp một số cái sự hối tiếc đi, tạm gọi là một số cái sự hối tiếc trong cái năng lượng cuộc sống của bạn ha. Có cái chuyện gì đó đã qua hay như thế nào đó nó gây cho bạn cái sự hối tiếc. Nhưng mà trong năng lượng này mình cảm thấy là bạn sẽ đi qua nỗi sợ hãi, bạn sẽ đi qua những cái vấn đề mà nó không được hài lòng của bạn, để mà bạn có thể là kết thúc cái dòng xoay cũ, để bạn bạn gọi là bạn có cái thời gian để bạn chuẩn bị cho những cái điều mà nó cần thiết để mà nó xảy ra hơn. Và mình nghĩ rằng bạn sẽ linh hoạt, thích hợp, học được nhiều kỹ năng để tạo ra cho mình những cái kết quả mới tuyệt vời hơn. Mình nghĩ rằng là bạn sẽ có nhiều niềm vui, bạn sẽ tin vào vũ trụ, bạn sẽ có cái sự khách quan hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Nói chung năng lượng này là vũ trụ sẽ gửi đến bạn những cái điều gì đó mới, hành trình mới đó, những cái điều mà bạn sẽ nhìn thấy rằng là đây mới là những điều mà bạn cần chăm sóc, cần suy nghĩ, cần tập trung. Bạn sẽ có thể vươn rộng cái đôi cánh của mình ra nhiều hơn, bạn sẽ biết tôn trọng bản thân của mình, tôn trọng cái giá trị cuộc sống, tôn trọng những giây phút hiện tại hơn đó. Bạn sẽ cảm thấy là bạn muốn tự do, bạn cảm thấy là cái sự tự do này của bạn là tự do về tâm trí. Đó có nghĩa là giống như là bạn muốn nói chung năng lượng này vũ trụ gửi đến bạn cái trung tâm của cuộc sống của bạn chính là bản thân bạn, chứ không phải là bất cứ điều gì ha, không phải là tình cảm, cũng không phải là bất cứ điều gì. Bởi vì mình nghĩ cái vấn đề tình cảm của bạn nó bạn bị chói buộc, có thể chính bản thân bạn cũng bị chói buộc lại, là có một cái gì đó là nó cũng gọi là nó, một là nó gọi là nó có cái sự lặp đi lặp lại trong một mối quan hệ tình cảm, và có thể là tách ra rồi kết nối lại, tách ra rồi kết nối lại, nhưng mà nó để lại trong lòng bạn nỗi sợ, bạn không có niềm tin nữa, bạn không có lòng tin nữa.
Ok. Mà mình nghĩ rằng là chắc là bạn cũng đang chuẩn bị để có một cái hành trình mới rồi, chứ bạn không ở cái hành trình cũ này đâu. Cho nên những cái mà bạn cần đó là cái sự trải nghiệm thôi, chứ không phải là giữ ai đó cho riêng mình, giữ cái gì đó cho riêng mình, hoặc là như thế nào. Mà cái vấn đề và việc bạn phải đào thải những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của bạn là rất là cần thiết nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài số 1 ở đây ha. Bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox cho mình. Rồi bây giờ sẽ đến với tụ bài số 2 ha. Rồi, 11 phút. Đi ha bạn ha. 11 phút 11 cho cái tụ bài số 2. Thì đầu tiên là mình sẽ thấy á, đó là bạn sẽ khởi lên một cái tình cảm nó sẽ to lớn hơn, vô điều kiện hơn, rộng rãi hơn. Đó, có nghĩa là bạn sẽ có thể là tha thứ, bạn có thể là lựa chọn cái là nhìn mọi thứ bằng cái trái tim của bạn. Bạn sẽ có thể là bạn sẽ cần có một cái chuyến du lịch, hoặc bạn sẽ có một cái chuyến du lịch đi đâu đó hoặc như thế nào đó, và bạn sẽ chạm tới những cái kiến thức mới, những cái nguồn kiến thức mới, hoặc là những cái tâm trí mới, hoặc là những cái tâm linh mới, hoặc là những cái kết nối về cái mặt trực giác của bạn nhiều hơn. Và mình cảm thấy là sẽ có rất là nhiều cơ hội cho bạn, những cái cơ hội này nó sẽ rất là thú vị, và mình cảm thấy là bạn sẽ trở nên chín mùi hơn, và người khác nhìn thấy bạn, người ta sẽ cảm thấy cái sự hấp dẫn từ bạn, người ta sẽ cảm thấy một cái khí chất gì đó của bạn. Và mình thấy rằng là cái năng lượng này thì những cái khó khăn bạn sẽ vượt qua, sự kiên trì của bạn sẽ đạt được kết quả. Và mình nghĩ là nó sẽ có những cái thông tin, hoặc là những cái điều gì đó nó sẽ đến trong cái cuộc sống của bạn, những cái thông điệp, những cái thông tin nào đó. Cái năng lượng này á, thì nó sẽ thuộc về dạng như là có một cái tình cảm, hoặc là có một cái sự đoàn tụ, hoặc là có một cái sự vui vẻ nào đó ở trong cái năng lượng tình cảm nói chung của bạn. Thì mình thấy là bản thân của bạn á, là sẽ có một cái món quà hoặc là cái cơ hội gì đó để nhận những cái món quà. Và mình cũng nhìn thấy là bên trong của bạn á, nó cũng rất là xáo trộn, nó sẽ có một cái giai đoạn xáo trộn để mà nó có thể tải bỏ đi những cái sự tiêu cực. Và mình cảm thấy là khi mà bạn thay đổi cái cách nhìn đi á, thì bản thân của bạn có thể buông bỏ được nhiều hơn, buông bỏ được nhiều thứ hơn, và bạn sẽ đỡ cảm thấy cái sự mất mát hơn, và bạn đã sẽ đánh thức năm giác quan trong cái cuộc sống của bạn, bạn sẽ mở rộng cái trái tim của bạn, và bạn sẽ nhận rất là nhiều những cái tình cảm, cảm xúc xung quanh, và bạn sẽ có những cái cảm xúc mới, cũng như là những cái người bạn mới, hoặc là những cái cơ hội mới, hoặc là bạn có cái tình yêu thương với bản thân mình hơn, và bạn sẽ cảm thấy bạn yêu thương vô điều kiện hơn. Đó, với cái năng lượng này á, thì là bạn sẽ cảm thấy là bỏ qua được những cái nỗi buồn, ví dụ như bạn nhìn vô sự mất mát, nhưng mà thật ra giống như là mình cũng có thể nói là có thể điều đó là ông trời đang bảo vệ bạn, hoặc là bạn chỉ nhìn vô sự mất mát thôi, chứ bạn không nhìn vô sự có được trong cái tình huống câu chuyện đó. Đó, năng lượng này thì sẽ có rất là nhiều sự trôi chảy và sự giúp đỡ, cũng như là làm việc cùng với ai đó. Thì mình nói bạn là bạn nên dành cái thời gian một mình của bạn. Và lý do tại sao bạn nên dành thời gian một mình thì mình nghĩ là bạn sẽ biết, và bạn sẽ không cần thiết phải nói quá nhiều hoặc là kết nối với ai quá nhiều. Đó, và mình nghĩ rằng là bạn cần phải ăn uống những cái điều mà mình cảm thấy mình mong muốn, hoặc là mình cảm thấy ngon, hoặc là cảm thấy thích. Bạn nên làm những cái điều mới, nói chuyện với những cái người mà họ lạnh lùng hơn bạn, để bạn có thể trung hòa cái năng lượng của bạn lại, hoặc là kiểu như là để làm giống như là trải nghiệm những cái cảm xúc mới, ví dụ vậy, làm cái điều gì đó mới. Và cũng như là có thể là bạn sẽ có một cái chuyến du lịch trong cái thời gian kế tiếp, bạn sẽ đi du lịch hoặc là sẽ có một cái chuyến du lịch. Cái năng lượng này thì mình nghĩ là cái câu chuyện tình cảm của bạn á, nó cũng có rất là nhiều cái đam mê, và nó cũng có thể là có những cái gọi là giống như là trêu đùa qua lại với nhau, nó cũng sẽ có những cái cảm xúc á, mà nó cũng bị phụ thuộc, nó cũng có một cái giai đoạn là im hơi lặng tiếng. Nhưng mà mình cảm giác là năng lượng tình cảm này thì nó là cái tình yêu, và học cái cách để mình kiểm soát cái sự nổi giận, cái sự khó chịu trong lòng.
và mình cảm thấy là năng lượng này có thể là bạn có quà, hoặc là chính vì cái sự thay đổi của bạn nên là bạn sẽ có rất là nhiều những cái bài học đối với một số người, và nó sẽ được pass, nó sẽ được rời đi hoặc là cho qua. Và mình nghĩ rằng là năng lượng này thì nó sẽ có, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, và bạn sẽ có thể trở thành một người rất là bí ẩn, hoặc là rất là cuốn hút, rất là hấp dẫn. Đó, thì mình cảm thấy là bạn sẽ có cái năng lượng healing chữa lành bản thân mình trong khoảng thời gian này. Và chính vì cái năng lượng healing chữa lành này của bạn thành công, cho nên là bạn đã trở nên có rất là nhiều những cái cảm xúc tự tại trong bản thân của bạn, và bạn sẽ tự khơi mở cho mình những cái cơ hội mới ha bạn ha, và nhiều cái sắc màu trong cuộc sống. Bạn sẽ có sự ổn định, bạn sẽ có thể là đi đến những cái nơi nào mà bạn muốn, dù trong tâm trí hay là về cả cái thực tế. Và mình nghĩ rằng là bạn sẽ có một cái sự ổn định về cái mặt tinh thần, nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ cao hơn, nó sẽ tốt hơn. Đó, cái câu chuyện tình cảm này của bạn á, có thể là nó cũng không có đủ cái sự chia sẻ hoặc là cái gì đó để cho mình cảm thấy là mình nói chung là sẽ có cái cuộc nói chuyện với nhau, chứ không phải là không có. Nhưng mà để mà gọi là đi tiếp trong cái câu chuyện tình cảm này á, thì nó có thể là nó đang có rất là nhiều thứ gọi là cản trở trong cái năng lượng này. Không phải là, có nghĩa là cái sự đi tiếp nó bị cản trở, chứ không phải là cái câu chuyện này nó không lãng mạn hoặc không đam mê. Đó, không phải là cái người này không thích bạn hay không yêu bạn hoặc là ghét bạn, không phải là như vậy. Nhưng mà cái năng lượng này là nó không đủ, nó không đủ. Thí dụ như bạn say no, người này say yes. Ngược lại bạn say yes nhưng mà người này lại say no. Đó, có thể là không sẵn sàng, có thể là không đúng thời điểm. Nhưng mà cả hai người đều biết là không phải là the one của nhau. Đó, trong cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là cứ trao đi cho cái người này, để cho họ biết được là mình trân trọng họ trong cuộc sống. Nhưng mà được hay không được á, thì cái chuyện đó, đó là mưu sự tại nhân, còn thành sự là tại thiên. Mình cũng không thể nào mà mình làm được gì hơn nữa, khi mà mình đã làm hết sức, hết lòng, hết mình rồi. Thì cái việc mà khi mình làm hết sức, hết lòng, hết mình, thì mình trở thành một phiên bản tốt của mình. Thì cái người đó nếu mà họ không có kết nối được với mình á, thì chắc chắn là họ sẽ tiếc nuối thôi. Còn nếu như cái người nào mà họ trân trọng mình, họ kết nối với mình, thì là chính xác rằng là mình tìm được cái người xứng đáng đồng cái trang lứa với mình. Thì thật ra thì mình thấy ở năng lượng này á, đó là bạn cũng có rất là nhiều niềm vui và sự vui vẻ, hoặc là cái sự gọi là thoải mái trong cái cuộc sống của bạn, chứ không phải là không. Bạn cũng có gọi là tình cảm hoặc là niềm vui đối với cái người đó, nhưng mà đến mà cái sự cam kết hay này kia thì mình vẫn chưa thấy, chứ không phải là ấy ha. Và mình nghĩ rằng là có những cái điều á, bạn cũng không muốn tìm hiểu nhiều hơn, sâu hơn, không muốn tìm hiểu tới trong cái câu chuyện cuộc sống riêng của cá nhân của cái người đó. Và bạn chọn cái sự độc lập, có nghĩa là mình dù mình có kết nối với nhau, nhưng mà mình chọn sự độc lập. Mình không có muốn nhận lấy những cái năng lượng của cái người khác vô trong cái bản thân của mình. Mà mình nghĩ rằng là cái năng lượng này là bạn sẽ là buông tay hoặc là cho đi. Buông tay có nghĩa là buông bỏ những nới lỏng mọi thứ ra, buông bỏ, thoải mái, thả lỏng ra, cái kiểu vậy. Rồi giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 nha. Tụ bài số 3 sẽ bắt đầu ở 19 phút, 20 phút đi ha.
20 phút 10 đi. 20 phút 10 cho cái tụ bài số 3. Ở đây thì mình thấy là vũ trụ đang muốn nhắn gửi đến bạn điều gì? Thứ nhất là một cái câu chuyện tình cảm giữa bạn với cái người nào đó đó, là có một cái kết nối, nhưng mà cái kết nối này nó giống như past life relationship vậy đó. Có thể là bạn cảm thấy thân quen với cái người đó, hoặc là bạn cảm thấy bạn muốn cùng cái người đó học những cái bài học của bạn cùng với nhau đó. Và bạn cái tình cảm này nó có thể rằng là nó rất là khó để mà thể là nói ra hoặc là trò chuyện. Và cái năng lượng này nó có thể là một cái năng lượng của cái việc đó là vũ trụ nói là xuôi dòng thôi, thả lỏng thôi. Bây giờ nếu mà có duyên, có nợ, có nghiệp thì nó sẽ tự nó tái hợp lại với nhau thôi. Chứ không thể nào mà bạn phải tôn trọng cái sự tự do, tự do hoặc là cái dòng chảy của cuộc sống. Mình nói ví dụ, khi người đó không muốn thì bạn làm như thế nào người đó cũng không muốn. Mà khi người đó đã muốn thì bạn cho dù không làm gì cả thì người đó cũng muốn. Thì cái năng lượng này đó là bạn làm hết sức rồi thì bạn cứ thả lỏng đi. Còn lại đó là cái vòng xoay của vũ trụ nó luôn luôn là nó có một cái sự công bằng. Thí dụ như cái người này không mang lại cho bạn thì người khác sẽ mang lại cho bạn. Nhưng nếu như mà cái người này trước đó họ không có tình cảm với bạn, nhưng mà đến lúc bạn không còn tình cảm với họ thì có thể họ có tình cảm lại với bạn. Năng lượng này thì mình thấy rằng là có thể là bạn sẽ phát triển cái việc là bạn sẽ có thể ăn nói, hoặc là bạn có thể là đứng trước mọi người để nói lên được nhiều cái suy nghĩ của bản thân mình, hoặc là bạn sẽ có thể là đã thông được cái năng lượng về cái việc là bạn sẽ trò chuyện hoặc là kỹ năng giao tiếp hoặc này nọ kia. Bạn có thể gỡ gạt nhiều hơn để mà bạn có thể giúp cho cái năng lượng của bạn nó thoát khỏi cái sự tù túng. Thì mình thấy cái năng lượng này đó là bạn sẽ chọn cái việc đó là rời đi khỏi những cái sự tiêu cực, và bạn sẽ vén bức màn của cái sự thật lên, và bạn sẽ nhìn thấy được đó là cái người này họ làm cho bản thân của bạn đó là nhiều cái sự quan ngại hoặc là lo lắng hoặc là làm cho bạn đau lòng. Mình nghĩ rằng là bạn cần phải đánh giá lại bản thân mình, thay đổi cái góc nhìn của bản thân của bạn. Và mình nghĩ là bạn cần detox, bạn cần uống detox luôn á, uống những cái món trái cây này kia. Và bạn cần phải có cái sự thanh lọc trong cái năng lượng của bản thân bạn, của cảm xúc bạn. Thì mình cảm thấy là cái năng lượng này thì nó cũng sẽ nói về cái việc đó là bản thân bạn cũng bị mắc kẹt trong một cái nguồn năng lượng lặp đi lặp lại ha. Và mình cảm thấy là bản thân của bạn là sẽ gặp những cái giai đoạn nó rất là chậm, nó rất là chậm, nó rất là chậm trong cái cuộc sống của bạn. Nhiều khi bạn muốn nó nhanh nó không được, nó rất là chậm. Và mình thấy được là năng lượng này là bạn sẽ trở nên tự tin và hành động của bạn nó sẽ tốt hơn. Và năng lượng này mình cảm giác là mặc dù là bản thân của bạn có thể là hành động hoặc là có thể là tự tin trong cái cuộc sống của bạn, tuy nhiên là mình vẫn thấy là bản thân của bạn rất là tập trung vào cái việc là tìm hiểu những cái nguồn kiến thức, mà nguồn kiến thức này là thuộc về tâm linh hoặc là về những cái trực giác, những cái giác quan để mà phát triển bản thân của bạn. Rồi với cái năng lượng này á thì mình thấy là sẽ có những cái vấn đề đến với bạn, và bạn sẽ cảm thấy là phân vân hoặc là trì trệ, hoặc là bản thân của bạn không có quyết định, không có quyết liệt được. Thì bây giờ bạn sẽ kiểu như là cân bằng lại mọi thứ, bạn sẽ kiểu như là cho bản thân của mình á một cái sự thay đổi năng lượng, hoặc là giống như là sạc pin tiếp tục để mà bạn có thể có một cái sự dịch chuyển đi tới, để mà thoát khỏi cái sự cãi nhau, bất đồng quan điểm hoặc là những cái năng lượng tiêu cực nào đó. Năng lượng này thì mình nghĩ rằng là có cái năng lượng của cái sự chờ đợi, của cái sự hy sinh, của cái sự là mình nán lại, mình đã từng nán lại để chờ đợi cái người đó. Nhưng đến bây giờ mà mình cảm thấy là mọi thứ nó giống như nó dậm chân tại chỗ, mình cũng cố gắng mình nán lại để mình chờ đợi cái người đó. Nhưng mà bây giờ mình đang muốn bỏ cuộc, mình đang muốn rời đi, đang muốn chia tay, thì cái người đó họ kết nối trở lại. Và mình nghĩ rằng lúc đó nó sẽ có cái niềm tin hơn, nó có cái hy vọng hơn, nó có cái sự healing hơn, nó có cái sự chữa lành nhiều hơn. Và mình thấy là có thể là có tình cảm mới đến với bạn nè. Đó, với cái năng lượng này thì tình cảm mới thì mới, nhưng mà bản thân bạn phải tha thứ được. Và bản thân bạn thì không nên dành hết cái tình cảm hoặc tâm trí của mình cho bất cứ một cái câu chuyện gì. Thí dụ nó mới ở bước đầu khởi đầu thì chỉ là bước đầu khởi đầu. Mình nên nắm bắt những cái sự lãng mạn, phải cho bản thân mình bên trong một cái sự
tươi mới hoặc là một cái sự thoải mái ha. Bạn có thể là không phải là mình không phải là mình all in hết vô trong đó, nhưng mà mình phải biết reset lại cái sự tin tưởng, mình phải đánh giá nhiều khía cạnh của vấn đề. Ví dụ như mình cảm thấy là mình vẫn còn muốn kết nối với người mới, có thể là nó chưa có phải là có thể đi đến được lâu hay là xa với nhau, nhưng mà ở cái năng lượng hiện tại thì mọi thứ nó vẫn còn đang ổn, thì mình vẫn chấp nhận hay cho cái đối tượng của bạn biết những cái điều mà bạn mong muốn. Năng lượng này thì cũng là hãy tin vào cái tình cảm của mình. Có thể là cái tình cảm này mình không nói là nó đi tới đâu hoặc như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là có thể là sẽ có nhiều cái sự nói chuyện hoặc là chia sẻ được với nhau nhiều hơn đó. Và mình cảm thấy là nó kiểu như là nó sẽ có một cái sự cân bằng hơn trong cái năng lượng của bạn, bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn. Nhưng mà năng lượng này thì phải nói rằng là có rất là nhiều cái nguồn năng lượng của bạn nó bị cái gì đó nó khiến cho bạn mệt mỏi, nói chung là nó bị xáo trộn hoặc là bị rất là nhiều thứ nó khiến cho bạn mệt mỏi. Và cái năng lượng này thì mình cảm thấy rằng là nó có cái sự cảnh báo cho bạn về cái năng lượng cá nhân bản thân của bạn nha, là nó bị tiêu cực hoặc là bị giống như là không có lòng tin, hoặc là có thể là bị những cái cơn sóng trong cái cảm xúc đó, hoặc là bản thân của bạn là không có thể nào nói được với cái người kia về những cái điều bạn mong muốn đó, hoặc là nó có nhiều cái vấn đề là bạn có thể là chưa có keep open mind, chưa có thay đổi mở rộng cái tầm nhìn, cái quan điểm, cái cách nhìn của mình chưa có mở rộng ra được. Và mình thấy là năng lượng này thì là năng lượng của cái sự tha thứ đó, của cái sự tha thứ, của cái việc đó là bạn đang rất là nặng nề bởi những cái giọt nước mắt hoặc là những cái cảm xúc của bạn, thì đó mới chính là những cái mà bạn vũ trụ mới kêu bạn là xuôi dòng, mới kêu bạn là tiến về phía trước đi, mở cái cánh cửa của sự thật đi, đừng gấp gáp, hãy thả lỏng và tự nhiên đó, và hãy cho mình một cái giai đoạn gọi là chấp nhận, hoặc là một cái giai đoạn gọi là tha thứ, không ép buộc mọi thứ nó phải xảy ra như ý mình mong muốn. Cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là cái bài học quan trọng nhất của bạn là bài học trôi xuôi dòng, là cho dù bạn có muốn, bạn có tính thì nó cũng, nếu nó chưa đến thời điểm thì là nó chưa đến đó. Và cái năng lượng của bạn nó đang trì trệ hoặc nó đang chậm thì là nó đang chậm, chứ bạn có thể làm cho nó nhanh thì nó nhanh hơn được một chút, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn chậm. Và cái năng lượng này thì mình vẫn cảm thấy rằng là khi mà bạn đối diện với lại một cái đối tượng tình cảm của bạn hoặc như thế nào, nó sẽ rất là dễ xảy ra một cái sự là hai người có những cái cách suy nghĩ hoặc là những cái bất đồng quan điểm nó khác nhau. Cho nên khi hai người đứng ở hai chiến tuyến thì nó sẽ rất là dễ nảy sinh những cái cuộc cãi vã, hoặc là nó sẽ không có được hòa hợp đó. Thì phải học cái cách đó. Và mình cảm thấy là vũ trụ cũng gửi đến bạn rất là nhiều cái nguồn năng lượng của sự tự tin, tự do và của cái sự ổn định, chứ không phải là không. Đó, giống như là bản thân của bạn sẽ được hưởng những cái gì thuộc về cái phước đức của bạn, nó rất là sâu dày, nhưng mà cái điều đó nó chưa có chỗ, nó rất là lâu. Mình nói ví dụ vậy ha. Nhưng mà năng lượng này thì bạn sẽ nhìn thấy sự thật, hoặc là bạn sẽ đi tìm kiếm sự thật, hoặc là bạn sẽ thuộc dạng như là thả cái cảm xúc của mình. Và bản thân của bạn sẽ không có bồn chồn, hoặc không có sợ sệt, hoặc không có lo lắng, hoặc là không có muốn một cái gì đó nó quá nhanh chóng. Đó là năng lượng như vậy. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của tụi bài số 3 đây. Bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox Facebook dùm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau.